Ngày mới sáng hôm nay tiếp tục cập nhật những thông tin về giá cả một số mặt hàng nông sản tại Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành trong cả nước. Thưa quý vị, ghi nhận tại hầu hết các vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam, giá tiêu tiếp tục đi ngang bởi sức tiêu thụ tại thị trường trong nước vẫn chưa khởi sắc. Tại miền Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất với 45.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu giảm chỉ còn 42.000 đồng một ký. Ở các tỉnh Tây Nguyên, giá tiêu tiếp tục duy trì ở mức 44.000 đồng một ký. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo thời gian tới, giá tiêu khó có khả năng tăng mạnh do nguồn cung hạt tiêu toàn cầu dồi dào, lượng tồn kho lớn, trong khi Việt Nam và Sri Lanka đã bắt đầu vụ thu hoạch mới với kỳ vọng năng suất cao. Mặc dù bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, nhiều cơ sở bánh trung thu trên địa bàn tỉnh đã khởi động mùa vụ, nhưng mà theo phản ánh của các trang trại chăn nuôi thì hiện giá trứng vẫn không tăng so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, giá trứng tại các trang trại được thương lái thu mua từ 19 đến 25.000 đồng một chục tùy loại, không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến giá trứng không tăng trong mùa trung thu là do nhiều người tiêu dùng đã chuyển hướng sang sử dụng bánh trung thu chay hoặc các loại bánh trung thu khác không sử dụng trứng, dẫn đến nhu cầu sử dụng trứng không cao. Song song đó, thông tin về dịch cúm gia cầm H5N6 thời gian gần đây cũng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ gia cầm và trứng gia cầm. Do nhu cầu ăn chay tăng vọt trong tháng 7 âm lịch nên các mặt hàng rau củ quả giá cả cũng nóng dần, trong đó có nhiều loại rau củ tăng gấp đôi so với ngày thường. Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn tỉnh cho thấy giá các loại rau xanh đã tăng từ 30 đến 50% so với trước đây, đặc biệt là các loại rau củ quả thông dụng để chế biến món chay. Giá rau củ quả tăng, ngoài nguyên nhân do nhu cầu ăn chay của người dân đang tăng trong tháng 7 âm lịch, thì còn do đang vào cao điểm của mùa mưa, nên rau củ quả khó trồng, dễ bị hư hỏng, dẫn đến nguồn cung khan hiếm. Thưa quý vị, từ đầu tháng 8 năm 2019 đến nay, giá sầu riêng được thương lái thu mua tại các nhà vườn trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Cụ thể là sầu riêng ghép RI6 loại 1 thì được thương lái thu mua giá 30.000 đồng một ký. Sầu riêng giống ghép Thái Lan, Dona ở mức là 40-50.000 đồng một ký, giảm từ 30.000 đến 40.000 đồng một ký so với đầu vụ. Nguyên nhân của giá sầu riêng giảm mạnh là do thị trường Trung Quốc ngừng mua. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh hiện có hơn 600 hectare diện tích trồng sầu riêng, tập trung tại một số địa phương như Châu Đức, thị xã Phúc Mỹ, thành phố Bà Rịa. Thời gian qua, giá loại trái cây này đang ở mức kỷ lục khiến diện tích canh tác tăng nhanh. Trước tình hình giá sầu riêng biến động thất thường, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con không tiếp tục mở rộng diện tích trồng mà tập trung cải thiện kỹ thuật canh tác, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.